kính thưa quý vị, thì hiện tại là Hoài Thương đã có mặt ở một cái cây rất là đặc biệt. Như mọi người thấy, đây là cây thông. Mà cây thông này có thể nói là đến là một cái chuyện tình hết sức là lâm ly bi đát ở Đà Lạt này. Thì đó quý vị, chúng ta thấy ha, là một cái câu chuyện mà có thể nói lấy đi rất là nhiều nước mắt của tất cả mọi người. Mà khi mà hai người đã chết rồi thì hai cây thông này tự nhiên mọc lên và quấn lấy nhau. Chúng ta thấy cây thông rất là đặc biệt quý vị. Hồ than thở còn dương thế thái, cây thông tình lưu mãi mai sau. Kính thưa quý vị, câu chuyện hết sức là lâm ly và bí đát thì Hoài Thương sẽ kể cho quý vị chúng ta cùng nghe. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem nha quý vị. Dạ, đây thì Hoài Thương cũng sẽ đi quay cái cây thông này rất là đặc biệt. Mà đặc điểm của thông thì quý vị cũng có thể biết rằng đó là một cái cây này là có chất gọi là mũ chất nhựa quý vị, thì là nó không có thể mà ở cạnh nhau được. Nếu mà ở cạnh nhau như thế này thì là nó sẽ chết đó. Nhưng mà cây thông này đặc biệt là nó không có chết ha, mà nó quấn lấy nhau luôn quý vị đó. Thì đây thì Hoài Thương xin kể lại câu chuyện gọi là ở cái đồi thông hai mộ ha đó. Thì thường được gắn với những câu chuyện có thể nói rất là ly kỳ. Tuy nhiên có một câu chuyện được cho là trung thực nhất, đó là có thể nói rằng đó là lưu truyền đến bây giờ luôn quý vị. Tức là một chàng sĩ quan tên là Vũ Minh Tâm và một cô giáo tên là Lê Thị Thảo. Đó, thì chàng trai này là con trai độc nhất của một trong những điền chủ giàu có nhất ở xứ Gò Công Tiền Giang đó quý vị. Thì khi vừa tròn 18 tuổi là Vũ Minh Tâm đã bị ba má yêu cầu là lấy vợ để có gọi là con thờ tự. Thì câu chuyện này Hoài Thương xin kể tóm tắt một xíu thôi nha quý vị, câu chuyện này khá là dài. Đó, thì ba má của anh Tâm này đó là ngắm cho chàng là một cô gái, là con gái của một điền chủ ở vùng bên đó quý vị, tức là ở gần vùng bên nhà của anh ta. Thì gia đình này thì có thể nói là môn đăng hộ đối. Thì khi xưa là người ta thường gọi là môn đăng hộ đối thì người ta mới cưới gả với nhau đó. Ví dụ như người này giàu thì người kia là cũng phải là giàu đó. Thì nhưng vì chưa muốn ràng buộc hôn nhân, đó là khi còn quá trẻ lại không có nhiều cảm tình với người được gọi là ba má này là hỏi cưới cho đó quý vị, thì là chàng trai là Vũ Minh Tâm đã lén trốn ba má của mình lên Đà Lạt học để tránh né cuộc hôn nhân sắp đặt. Thì tại xứ sở Đà Lạt thơ mộng, trong một lần đi dạo bên bờ hồ gọi là hồ Sương Mai đó quý vị, thì hiện nay là hồ Than Thở này nè ha đó, thì anh chàng Vũ Minh Tâm này là đã gặp là một cô sinh viên khoa gọi là khoa văn á, tên là Lê Thị Thảo. Thì xúc động trước nhan sắc mong manh và tính tình dịu dàng của gọi là nữ sinh văn gọi là rất là đẹp này, thì chàng trai là công tử xứ Gò Công đã đem lòng là nhớ nhung cái bóng hình này. Thì kể từ ngày ấy, cả hai người đó là thường hẹn hò cùng nhau đi hùa dạo gọi là quanh cái hồ Sương Mai đó. Và cũng chính hồ Sương Mai này là nơi chứng kiến lời thề trăm năm của đôi trai tài gái sắc này đó quý vị. Quãng thời gian là sinh viên trong cái lứa tuổi 18 đôi mươi, cả hai là đôi tình nhân đẹp trong mắt của các sinh viên cùng khóa luôn. Có thể thấy rằng là những người mà cái thời cùng khóa này đó là thấy là đôi trai tài gái sắc này có thể nói rất là xứng đôi vừa lứa đó. Nhưng rồi thời sinh viên thì cũng hết. Thì Lê Thị Thảo tốt nghiệp trở thành là cô giáo dạy văn ở thành phố Đà Lạt đó. Còn Vũ Minh Tâm đó cũng về quê chăm sóc ba mẹ, làm tròn cái nhiệm vụ của đứa con độc nhất của mình. Thì ngày chia tay là Vũ Minh Tâm đã có hứa với người yêu, tức là cô giáo Lê Thị Thảo này đó, là sẽ xin ba mẹ của chàng đó là sắm chầu cao lên hỏi cưới Thảo. Nhưng lời hứa đó là không thành. Ba má Vũ Minh Tâm đó là chê, đó là biết được cái hoàn cảnh của cô gái gọi là cô giáo dạy văn này đó, là một người gọi là một cái gia đình công chức nghèo, không môn đăng hộ đối, nên nhất nhất nó là ép con trai là cưới cô gái mà cha mẹ của chàng đó là đã chọn. Dù cho là Vũ Minh Tâm đó là hết lòng cầu xin ha, nhưng mà không thể cãi lời ba má, nhưng cũng không thể phụ tình người yêu ở Đà Lạt. Vũ Minh Tâm đã làm đơn xin đi lính đó, thì anh ta mới chọn đi lính quý vị mình. Đó, thì trước khi đi là chàng công tử xứ Gò Công có gửi cho người yêu là một bức thư dặn dò là cô đợi chờ, mà cố tình giấu chuyện gia đình đi ngăn cản. Tin tưởng vào lời thề ước hẹn tình yêu, năm này qua năm khác, cô giáo dạy văn Lê Thị Thảo chung thủy chờ đợi mối tình đầu này, dẫu cho bao chàng trai theo đuổi cũng mặc. Những lúc nhớ người yêu ở chiến trường,
Thảo thường đi dạo quanh bờ hồ Sương Mai, đi dạo quanh đồi thông Giang Hồ, nơi cô và người yêu có biết bao kỷ niệm đẹp. Nhưng tình yêu của Lê Thị Thảo và Vũ Minh Tâm đã gặp vô vàn những sóng gió, biết con trai còn nặng tình với cô gái nghèo ở xứ Đà Lạt này. Ba má chàng trai của Vũ Minh Tâm đã cho người lên Đà Lạt nói rõ việc gia đình họ không chấp nhận một cô con dâu không xứng đáng. Thì vài tháng sau, sợ điều đó không chia rẽ được tình cảm của đôi trai gái, gia đình Tâm đã gửi tin báo Tâm đã tử trận ở chiến trường. Chưa hết đau khổ vì không được gia đình người yêu chấp nhận, lại nghe tin người yêu đã tử trận, thì ngày ngày cô giáo Lê Thị Thảo thường lên đồi thông ngồi khóc, nghĩ rằng sống không có được nhau thì chết sẽ dính được nhau, thuộc về nhau. Đó, cô Thảo đã quyên sinh trên đồi thông để trọn vẹn mối tình với chàng công tử ở Gò Công. Cái chết của cô giáo dạy văn hiền lành đã khiến người dân Đà Lạt vô cùng thương xót. Gia đình biết câu chuyện tình ngang trái của Thảo đã chôn Thảo trên đồi thông Giang Hồ. Nửa năm sau, Tâm trở về tìm Thảo. Hóa ra, cái tin Tâm tử trận chỉ là tin giả. Sau khi hết nghĩa vụ quân sự, chàng về Đà Lạt tìm người yêu sau bao tháng bặt tin thì nghe tin sét đánh. Gia đình Thảo đưa Tâm lên ngôi mộ của Thảo trên đồi thông. Chàng trai chung tình đã khóc hết nước mắt bên nấm mồ người yêu nay đã xanh cỏ. Sau mấy ngày khóc giặt giả quên ăn quên ngủ, vừa nhớ thương người yêu và trách giận gia đình, Tâm đã không quay về Gò Công nữa mà trở lại chiến trường lửa đạn. Một thời gian sau, Tâm ngã xuống giữa chiến trường. Trong những ký ức của Tâm còn lại, có những dòng nhật ký về Thảo, về câu chuyện tình bi thương của chàng trai chung tình. Tâm có viết một dòng trong nhật ký như lời với chút dặn nếu tử trận, Tâm mong được đưa về chôn đất nơi mà cạnh mộ người yêu của mình. Thương Trên đồi xót thông. cho mối tình của đôi trai gái bất hạnh, người ta đưa Tâm về, cắt một ngôi mộ cho Tâm ngay bên cạnh mộ của Thảo. Gia đình Thảo vẫn qua lại hương khói cho cả hai ngôi mộ. Người dân quanh vùng biết chuyện cũng thường đến thắp hương ở đây. Kể từ đó, đồi thông mang tên gợi nhớ đồi thông hai mộ. Nhiều cặp tình nhân tin rằng nếu gặp trắc trở trong tình duyên, chỉ cần đến thắp hương lên hai ngôi mộ này, người đã khuất sẽ phù hộ cho họ vượt qua trắc trở. Nhưng bất hạnh thay, Thảo và Tâm sau khi chết vẫn bị chia rẽ. Nhiều năm sau, khi Tâm đã mộ yên mã đẹp bên cạnh người yêu, không hiểu vì lý do gì, gia đình Tâm đã lên Đà Lạt, đưa mộ chàng về Gò Công của tỉnh Tiền Giang, quyết chia lìa đôi trai gái bất hạnh, bất kể nguyện vọng của chàng trai lúc còn sống ra sao. Thảo và Tâm lại một lần nữa chia ly. Sau này, khi ngôi mộ của cô giáo Thảo đã đổ nát, gia đình cũng ly tán. Có người xót thương cho đôi tình nhân trẻ đã xây lại ngôi mộ của Thảo và không quên xây ngôi mộ của Tâm ngay bên cạnh. Quý vị và các bạn chúng ta bây giờ mà ghé qua đồi thông hai mộ sẽ vẫn thấy ngôi mộ của Lê Thị Thảo và Vũ Minh Tâm đứng cạnh nhau bên bờ đồi thông hai mộ. Tuy nhiên nó là chỉ có một ngôi mộ của cô gái là thật mà thôi. Còn ngôi mộ của chàng trai chỉ là sự hoài niệm, thương tiếc của đời đời mà cho một mối tình đẹp không thành này. Đó. Thì sau khi mà ghé qua đồi thông hai mộ đã được nghe kể về câu chuyện tình của đôi nam nữ và cũng như sự tìm hiểu nghiên cứu về cái gọi là chuyện tình ở nơi đây thì tức cảnh sinh tình giữa Đà Lạt thì nhạc sĩ mà Hồng Gân đó đã sáng tác ra cái bài hát gọi là Đồi Thông Hai Mộ đó để bày tỏ cái sự là thương tiếc với đôi tình nhân trẻ. Thì quý vị chúng ta có thể thấy bài hát nổi tiếng này được rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công. Thôi gì Rồi mộ chàng đã được mày không ở đi cạnh đâu. nàng như lời xưa thề ước, nằm hiu hắt đến ngàn thu an giấc dưới mộ sâu đất khô. Qua bao năm rêu xanh phủ che kín âm u chẳng nhang khói, trời sủi chi trên cây còn lá úa lá xanh rụng kia rồi. Đà Lạt có tháp Cam Ly, có hồ than thở người đi sao đành. Tà áo trắng nay tình ta đã hết, chút tình này xin trả lại cho nhau. Nước biếc non xanh dù biến đổi, mối tình chung thủy thảo trong tâm. Chiều chưa xuống mà nắng vàng dội tắt, đêm chưa về mà cỏ đã đầm sương.
cả núi rừng ngắn lệ tiếc thương, cho mối tình ngang trái của đối uyên ương không thành. Nhờ vừa qua thì Hoài Thương đã kể lại câu chuyện tình của Đồi Thông Hai Mộ, rất là đặc biệt khi xứ sở Đà Lạt mà chúng ta đặt chân đến. Và đặc biệt hơn nữa là cây thông chéo chắc trên thế giới này chỉ có một mà thôi. Và nếu ông bà cô bác anh chị em và các bạn chúng ta xem video của Hoài Thương, nếu mà thấy hay ý nghĩa hữu ích đó, thì hãy nhớ tặng lại cho Hoài Thương một like và cũng như đăng ký kênh để giúp kênh thêm phát triển, và cũng như là bật chuông thông báo để thông báo của Hoài Thương tải lên những video mới nha. Còn bây giờ con xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha.